Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Khuyết điểm của thần tiên. Bầu trời đêm nay đẹp quá. Nhìn kìa, hả? Có một ngôi sao băng kìa. Đang yên đang lành, tại sao lại có sao băng rơi xuống? Ngoại ơi, sao băng rất đẹp mà. Sao ngoại cứ cảm thấy hình như đột nhiên có chuyện gì đó sắp xảy ra? Trong lòng ngoại cứ thấy thấp thà thấp thỏm không yên. Ngoại ơi, chính là ngoại nghĩ nhiều quá đó. Đúng vậy, không chừng là ông Tinh Nguyệt mang đến cho nhân gian một điều bất ngờ đó. Ông Tinh Nguyệt sao? Đúng rồi ngoại ơi, sự vận hành của trăng sao trên trời đều do ông ấy quản lý. Lần trước ông ấy quên mất cách sử dụng bảo kính viên nguyệt. Lần này không chừng là ông ấy lại nhớ nhầm, làm rơi mất một ngôi sao không chừng. Cái gì? Thần tiên cũng có lúc phạm sai lầm sao? Hiếu hiếu, sao vậy? Khuyết điểm người, chớ vạch trần. Em nói như vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến ông Tinh Nguyệt, đối với người khác cũng không có chỗ tốt. Tại sao chứ? Em là ai vậy? Em từ trên trời rơi xuống đó. Em chính là ngôi sao băng đó sao? Em chờ mãi mà không thấy ông Tinh Nguyệt đánh thắp sáng cho em, nên bị rơi từ trên trời xuống. Quả nhiên là vậy. Em nói không sai đúng không? Những lời anh nói khi nãy là thật sao? Ông Tinh Nguyệt thường hay phạm sai lầm sao? Chuyện này... Hiếu hiếu, tiểu sủng ca. Ông Tinh Nguyệt, ông lại hồ đồ nữa rồi. Hai đứa có thể giúp ông không? Hơi không biết tại sao mà tim tôi đập càng ngày càng nhanh, càng lúc càng cảm thấy không thoải mái. Chuyện này thế nào đây? Đây không phải là ngôi sao mà mình làm rơi sao? Đây là ngôi sao trưởng quản sức khỏe của bà ngoại con. Mỗi ngôi sao trên trời đều có sứ mệnh của nó. Chúng ta phải nhanh chóng thắp sáng cho nó trước khi nó trở thành cục đá. Nếu không thì bà ngoại của con sẽ bị bệnh. Cái gì? Con nhất định sẽ cứu bà ngoại và ngôi sao nhỏ. Chúng ta nhất định phải thu gom đủ 999 giọt sương đêm đã hấp thụ ánh sáng mặt trăng để bổ sung năng lượng cho ngôi sao nhỏ. Ông Tinh Nguyệt, chúng ta mỗi người thu thập một nửa đi. Một giọt, hai giọt, ba giọt, 363 giọt, 364 giọt. Xong rồi, đếm đến đâu rồi? Không phải chứ. Là phải đếm lại từ đầu. Thôi để con làm cho. Bây giờ ông á, nghỉ ngơi một chút đi. Hiếu hiếu à, xin lỗi con. Cuối cùng cũng thu thập đủ rồi. Ông ơi, con thu thập đủ rồi. Kỳ lạ, hình như không đúng rồi. Hiếu hiếu, sương đêm giống là màu trong suốt long lanh. Sao sương đêm mà con thu thập có chút tối màu vậy? Tất cả đều nghe theo phương án ông nói đi thu thập mà, cũng không có phát sinh sai lầm gì. Ngôi sao nhỏ ơi, chuyện này là sao vậy? Phương pháp của ông Tinh Nguyệt sai rồi. Ngôi sao nhỏ biến thành cục đá rồi. Ngoại ơi,
đều tại ông Tinh Nguyệt không tốt. Trả lại bà ngoại cho con. Đừng hát nữa, em không được quá trách ông Tinh Nguyệt. Em xem đi. Em là ai? Cảm ơn anh nhé Hiếu Hiếu. Là oán khí của anh tạo thành em đó. Em là tiểu quỷ oán khí. Ông Tinh Nguyệt ơi. Ông Tinh Nguyệt, ông mau tỉnh lại đi. Vậy là sao chứ? Còn phải làm sao mới cứu được bà ngoại đây? Hiếu Hiếu, chúng ta mau đưa ông Tinh Nguyệt về Nguyệt cung tu dưỡng đi. Thật ra, tiểu quỷ quán khí đó cũng dễ giải thích thôi. Khi quán khí tích tụ đủ mạnh đến một mức độ nào đó, thì nó sẽ được sinh ra và đi làm hại đối tượng bị quán hận. Nhưng mà, anh nhắc nhở em xong, em không còn nói tới khuyết điểm của ông Tinh Nguyệt nữa. Nhưng trong lòng em vẫn luôn có sự bất mãn. Khuyết điểm là điều mà mỗi người đều không muốn người khác biết được. Tiết lộ khuyết điểm của người khác là không tôn trọng họ, sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với người khác. Nghiêm trọng vậy sao? Chúng ta phải học cách bao dung. Đây là lúc mà ông ấy rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta phải hóa giải oán khí ở trong lòng, che xấu khoe tốt, giúp người khác sửa đổi những chỗ chưa tốt, thì mới thật sự làm được khuyết điểm người, chớ vạch trần. Bao dung sao? Hả? Là lịch sao? Tại sao lại có những ngày đánh dấu chéo? Đây không phải là hôm nay hả? Cũng có một dấu chéo nè. Là ý gì vậy? Hóa ra là vậy. Rốt cuộc là ý gì vậy chứ? Hiếu Hiếu. Hiếu Hiếu. Hả? Ông ơi, ông đã tỉnh lại rồi. Con à, con không biết. Thật ra mỗi vị thần tiên cứ cách một khoảng thời gian đều có một ngày khi mà trong người suy yếu nhất. Tuổi càng lớn thì khoảng thời gian đó càng ngắn lại, cần phải bế quan tu dưỡng. Thời gian của ông là cách 10 ngày đúng không? Ngày này dễ bị tà khí xâm nhập nhất. Vì vậy, để tránh khỏi tà khí nhân cơ hội này tiến vào nên nhất định phải bế quan tu dưỡng. Đây là bí mật lớn nhất phải bảo mật nghiêm ngặt trăm ngàn năm nay trong giới thần tiên. Ông ơi, cuối cùng con đã hiểu tại sao hôm nay và lần trước tại sao ông sơ suất rồi. Con xin lỗi ông, Tinh Nguyệt. Con không nên dùng thái độ như vậy đối xử với ông. Thật ra, có nhiều khi khuyết điểm của người khác đều có nguyên nhân của nó. Khéo hiểu và thông cảm cho người khác chính là tấm lòng bao dung. Ông Tinh Nguyệt, con nhất định giúp ông khỏe lại. Đều tại em hại ông Tinh Nguyệt. Anh nhất định phải bắt được em. Hiếu Hiếu, em đừng tức giận nữa. Em càng có quán khí thì em ấy sẽ càng to lớn hơn. Em ấy là do quán khí tạo thành. Em không nên oán hận em ấy. Em hiểu rồi. Chuyện này là thế nào? Không. Hả? Ông Tinh Nguyệt ơi, bảo kính của ông bình thường lại rồi. Con nhất định phải thu thập đủ ánh sáng của 1999 ngôi sao, rồi chế tạo thành tinh hoa của ngôi sao, tưới lên ngôi sao nhỏ quá đó đó, bà ngoại của con sẽ khỏe lại. Dạ, con cảm ơn ông. Một viên, hai viên, 1224 viên, 1220. Không rồi, đếm tới đâu rồi? 1225 viên, con à, để ông thu thập giúp con. Ông ơi, ông hoàn toàn bình phục rồi sao? À, đây. Ừ.
Nhìn kìa, là ngôi sao nhỏ đó. Hả? Bà ngoại cũng khỏe lại rồi. Ngoại ơi. Các bạn nhỏ thân mến, khuyết điểm là điều mỗi người đều không mong người khác biết được. Tiết lộ khuyết điểm của người khác là không tôn trọng họ. Chúng ta phải học cách bao dung, giúp người khác sửa đổi những chỗ chưa tốt thì mới thật sự làm được. Khuyết điểm người chớ vạch trần. Hẹn gặp lần sau nha.